Thế giới rầm rầm ngả mũ, Ấn Độ vừa về thì siêu tàu biển đưa 3.500 khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch. Xin chào các bạn thân thiết của Vietnam Junker. Các bạn thân mến, tin vui đã đến với ngành du lịch Việt Nam. Ngày 30 tháng 9 năm 2024 vừa qua là một cột mốc lớn trên bản đồ du lịch nước nhà, khi siêu tàu Costa Serena, một trong những siêu tàu lớn nhất thế giới, chính thức cập bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 3.500 du khách quốc tế. Chuyến tàu này không những là biểu tượng của sự hồi sinh sau những cơn cuồng phong của bão Yagi, mà còn mở ra một mùa du lịch tràn đầy hứa hẹn từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau của Việt Nam. Như một cầu vồng sau mưa, chương mới trong hành trình phục hồi và phát triển mạnh mẽ của du lịch Quảng Ninh, viên ngọc quý của phương Bắc đã chính thức hé mở. Từng khoảnh khắc ở Hạ Long sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết, khi hàng nghìn du khách hào hức khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của vịnh biển nổi tiếng thế giới. Hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin thú vị và đón chào những bước tiến mới trong ngành du lịch nước nhà trong video ngay sau đây. Vào sáng ngày 30 tháng 9, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tràn ngập không khí chào đón nồng nhiệt, với hàng trăm cánh tay vẫy chào những vị khách phương xa. Tiếng cười nói rộn rã và tiếng vỗ tay vang lên, tạo nên một bầu không khí sôi động khi siêu tàu Costa Serena, một trong những siêu tàu du lịch lừng lẫy nhất thế giới, cập bến. Hình ảnh hàng nghìn du khách hào hức đặt chân lên mảnh đất Hạ Long, nơi được vinh danh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới, mang đến cảm xúc phấn khởi và tự hào cho tất cả mọi người. Những vị khách quốc tế không những đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu của cảnh sắc nơi đây, mà còn để trải nghiệm văn hóa phong phú và ẩm thực đặc sắc của vùng đất này. Ngay từ khoảnh khắc bước chân lên Hạ Long, họ đã cảm nhận được sự ấm áp và lòng hiếu khách nồng nàn từ người dân nơi đây. Những chiếc thuyền kayak giác lướt nhẹ trên mặt nước xanh biếc, cùng các hoạt động khám phá những hang động huyền bí, tất cả đã vẽ nên một bức tranh sinh động và đầy màu sắc về Hạ Long, như một hành trình kỳ diệu. Ông Phạm Văn Hiệp, giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, không giấu nổi niềm xúc động khi chia sẻ. Chuyến tàu này không chỉ là sự khởi đầu cho mùa du lịch mới mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của ngành du lịch sau những cơn bão táp. Chúng tôi tin rằng đây sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn. Như các bạn đã biết, cơn bão Yagi, cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã quét qua miền Bắc Việt Nam và để lại không ít thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các cảng biển. Tuy nhiên, những khó khăn đó lại trở thành động lực thúc đẩy cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khẩn trương thực hiện các biện pháp phục hồi. Chỉ trong thời gian ngắn, cảng đã nhanh chóng khôi phục mọi hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của những chuyến tàu du lịch quốc tế. Ông Phạm Văn Hiệp, giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Cảng đã được trang bị hiện đại với các dịch vụ tiện nghi nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất. Qua đó thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về khả năng hồi phục của du lịch Quảng Ninh. Sự kiện tàu Costa Serena cập bến Hạ Long mang lại niềm vui cho du khách, đồng thời là dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương. Trong những tháng tới, dự kiến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 16 chuyến tàu lớn từ những thương hiệu danh tiếng như Manship 6, Celebrity Sotis và Notre Dame. Điều này đồng nghĩa với hàng nghìn du khách từ châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đổ về Hạ Long, góp phần thúc đẩy nền kinh tế du lịch địa phương." Ông Hiệp nhấn mạnh, sự trở lại của các chuyến tàu biển quốc tế ngay từ đầu mùa không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Mỗi chuyến tàu cập bến là một cơ hội quý báu để Quảng Ninh khẳng định thương hiệu du lịch của mình trên bản đồ du lịch quốc tế, như một viên ngọc lấp lánh trong lòng các du khách toàn cầu. Vịnh Hạ Long với làn nước xanh như ngọc lục bảo và hàng ngàn hòn đá đảo đá vôi hùng vĩ đã trở thành điểm đến mơ ước của du khách trong và ngoài nước, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Đây chính là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, là nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và những truyền thuyết độc đáo. Những hang động nổi tiếng như hang Sừng Sốt, hang đầu gỗ mời gọi du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của tạo hóa. Mỗi góc nhỏ của vịnh đều ẩn chứa những câu chuyện đầy mê hoặc. Với sự công nhận của UNESCO hai lần vào các năm 1994 và 2000, Vịnh Hạ Long đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới. Mới đây, vào ngày 16 tháng 9 năm 2023, Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà tiếp tục được UNESCO ghi nhận là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam. Sự công nhận này nhằm tôn vinh giá trị của địa danh và thúc đẩy sự quan tâm mạnh mẽ từ du khách quốc tế. Chuyến tham quan Vịnh Hạ Long hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi đá vôi và những hòn đảo nhỏ như những viên ngọc quý giữa lòng biển xanh, cùng với các hoạt động khám phá như chèo thuyền và tham gia hang động, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách. Bên cạnh những cảnh đẹp mê hồn, du khách còn có cơ hội thưởng thức văn hóa ẩm thực phong phú của vùng đất này. Các món ăn đặc sắc như hải sản tươi ngon, bánh đậu xanh, chè đậu đỏ không chỉ mang đến hương vị độc đáo mà còn thể hiện sự phong phú của nền ẩm thực Việt Nam. Những trải nghiệm ẩm thực này sẽ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, góp phần làm cho hành trình khám phá Vịnh Hạ Long thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa.
Với những tín hiệu tích cực từ các chuyến tàu biển quốc tế, ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Những chuyến tàu lớn không những mang đến du khách mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo ra nhiều việc làm cho người dân. Sự phát triển của du lịch tàu biển cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác tại Hạ Long. Mỗi chuyến tàu cập bến là một cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình đến với du khách quốc tế. Cảm giác hào hức của những chủ doanh nghiệp, những người đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón những vị khách phương xa sẽ tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho nền du lịch địa phương. Sự trở lại của du lịch tàu biển mang lại niềm vui cho du khách và là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Quảng Ninh. Các chuyến tàu như Costa Serena chính là cầu nối đưa du khách quốc tế đến với Việt Nam, giúp khẳng định thương hiệu du lịch của tỉnh trong mắt bạn bè quốc tế. Việc chuẩn bị chu đáo từ cơ sở hạ tầng đến dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng trong việc thu hút du khách. Quảng Ninh đang nỗ lực từng ngày để trở thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện với du khách quốc tế. Những hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội cùng các sự kiện đặc sắc sẽ được tổ chức nhằm tạo thêm sức hút cho du lịch Hạ Long. Người dân Hạ Long và các vùng lân cận đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón du khách. Không khí vui tươi, náo nhiệt lan tỏa khắp thành phố khi mọi người đều hào hức mong chờ những vị khách quốc tế. Họ tin rằng sự trở lại của du lịch tàu biển sẽ mang lại nhiều cơ hội và thay đổi tích cực cho cuộc sống của họ. Các cơ sở dịch vụ từ nhà hàng, khách sạn đến các điểm tham quan đều ráo riết chuẩn bị để mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Họ không chỉ muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp mà còn muốn du khách cảm nhận được tình người, lòng hiếu khách và vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Chuyến đi đến Hạ Long sẽ mãi là một hành trình tham quan mãn nhãn, là cơ hội để du khách đắm mình vào thiên nhiên kỳ diệu, từ việc tham quan những hang động kỳ thú như hang Sửng Sốt, nơi du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ bí của nhũ đá, đến việc chèo thuyền kayak giác giữa những hòn đảo nhỏ, mỗi trải nghiệm đều đem đến những cảm xúc thăng hoa. Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, du khách sẽ được tìm hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất này thông qua các tour tham quan làng chài, nơi họ có thể gặp gỡ và trò chuyện với những ngư dân địa phương. Những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những truyền thuyết về vùng biển sẽ làm cho chuyến đi trở nên sinh động và ý nghĩa hơn. Chuyến tàu Costa Serena vừa cập bến Hạ Long là một cột mốc đánh dấu sự trở lại của du lịch tàu biển sau bão Yagi, là một chương mới trong hành trình phục hồi của ngành du lịch Việt Nam. Với những cảnh đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cảng tàu đến các dịch vụ cùng với lòng hiếu khách của người dân, chắc chắn rằng mỗi du khách sẽ ra về với những kỷ niệm đáng nhớ và mong muốn quay trở lại. Và chúng ta hãy cùng đón chào sự trở lại của du lịch tàu biển, nơi mà mỗi chuyến tàu đều mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm và niềm tự hào dân tộc. Vịnh Hạ Long với vẻ đẹp không thể nào quên sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình khám phá không thể nào quên. Và nghe tới đây mà bạn nào còn chưa tham quan viên ngọc quý của Việt Nam thì sắp xếp book ngay một chiếc vé đi liền nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.